quay trở lại với KPN. Video ngày hôm nay chia sẻ cho mọi người một số cái hình ảnh được trải nghiệm cùng với chiếc máy của mình tại đang ở giữa đồng đó. Giờ hôm nay nhìn rất là đẹp. Bây giờ là máy trên hành trình đi cày phá lip ớt. Cày phá lip ớt đồng ở đây thì người ta đang chờ nước. Vùng miền Tây này đồng khá là rộng và tất cả các đồng đang chờ nước. Chờ nước vào người ta mới xới, chứ ví dụ như bây giờ mà mình xới thì sẽ, nếu mà nước không lên á, cỏ nó lên thì mình phải xới lại. Như sau là cái dàn cày, như là cái kéo theo cái gầm cầu. Thì giữa các cánh đồng ở miền Tây thì nó sẽ có những cái con sông như thế này nè. Mình từ bên sông bên đó, từ bên cái cánh đồng bên đó mà mình muốn qua bên này thì mình phải đi bằng những chiếc phà. Có trong những cái video trước có để lại cho mọi người đó, có quay những cái hình ảnh đó. Hiếm lắm thì mới có được những cái đường cầu trên những cái kinh như vậy. Thường thì mình di chuyển dưới ruộng hoặc là di chuyển trên phà.